Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị. Chú gia nhà Cần Thơ hôm nay em sale xả quần áo Nhật và cái mặt hàng hôm nay em bán là đến quý cô chú anh chị cũng như với mức giá khá hấp dẫn, đó chính là váy váy mình đi công sở ha, tính sale xả quần nữa mà thôi, đổi phong cách một tí xíu. Quần thì em còn đó, quần tây Nhật em còn, chắc là có một hai video quần tây Nhật nữa thì em mới hết. Hôm nay em đổi chút xíu, mình sẽ là váy để mình đi công sở hoặc là mình mặc ở nhà hoặc là đi cà phê cà pháo gì ok nha. Với những cái chiếc váy thì thời hiện đại như thế này thì mình có thể mặc ở nhà nó khá là thoải mái, chất liệu cũng nhẹ nhàng đơn giản chứ không phải như ngày xưa mà gọi là bó buộc với cái phong cách công sở hết với cô chú anh chị ha. Hàng của em quần áo là 100% hàng về từ Nhật cho nên y hệt như vậy, y hệt như các mặt hàng khác. Váy chân váy này cũng sẽ là hàng si từ Nhật, đảm bảo độ mới 80%, với chủ yếu là hai cái loại vải. Thứ nhất là linen, dạng linen mà mình mặc ở nhà mát mẻ thoải mái đó, và cái thứ hai là dạng váy xô, dạng chân váy xô để mình có thể gọi là phôm dáng đi công sở. Những cái em nào mà resize trên phần eo thì em xin phép không cần phải đo. Quý cô chú anh chị mình thấy thích mẫu thì mình cứ lên. Còn những cái em nào mà em có đo eo thì mình coi canh dừa, mình hãy chốt. Tại vì đối với hàng quần áo xả nghỉ thì em sẽ không không xả sau khi chốt, không giữ đơn, cũng như không nhận đổi trả. Mình không được đồng kiểm, hát với cô chú anh chị ha. Mức giá khá hấp dẫn thì hệt như cái mặt hàng trước là hôm nay em bán 3 cái 100%, 6 cái receipt nha quý cô chú anh chị ha. Có nghĩa là mình mua 6 cái mình chỉ trả 200 ngàn và mình receipt thôi. Tất cả những cái mặt hàng này ngày xưa lúc mà em bán thì giá còn là trên 100, 120, 150, có khi giá 190, 200 mấy vẫn có nha quý cô chú anh chị ha. Do em nghĩ để em tập trung về mặt hàng da, đó là túi da, giày da, dây nịt da và những cái sản phẩm từ da, cho nên em sẽ nghỉ luôn quần áo. Em sale gọi là sale để tri ân quý cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ túi da Nhật Cần Thơ từ trước tới giờ ha. Em lên mặt hàng nào thì cũng hút hết và hết mặt hàng đó, cho nên em rất là cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi, đã trân trọng và cũng như ủng hộ bên em. Ở đầu danh sách ngày hôm nay là một cái chiếc gọi là đúng chất mùa hè. Mình có cái phần eo ở phía trên cũng như là có phần sợi dây để mình có thể co thắt ha, thắt cái nơ tùy ý, nơ trước nơ sau gì đó. Cái chất này mỏng mát nè. Thường là váy về nó sẽ có dây treo phơi đồ cũng như tác hãng của Nhật. Đây, tác hãng của Nhật như thế này ha, rất là nhiều tác luôn. Và dây treo phơi đồ, em sẽ đọc mã gồm 4 chữ số. Ở phía sau em này có bo chung. Rồi, cho nên mình resize phần eo ha, đang bán giá tại shop là 120, hôm nay em sale 3 chiếc là 100 và 6 chiếc là 200 receipt. Lên giùm em mã 0092 0092 0092 giùm em nha quý cô chú anh chị ha. 0092. Một em lại tiếp tục resize phần eo nữa, cũng khá là dễ mặc, phối màu đỏ ha. Chiếc này thì trơn không có túi đâu, còn cái em đang mắc trên đây thì có hai túi hai bên, rất là đẹp luôn ha, có hai túi hai bên. Này thì cái màu mình phối khá là nhiều màu, mình gọi là kẻ ô á. Đây, hai túi như thế này và trên cái viền túi người ta có để những cái quà tiết ha, phía sau resize cái chất mát ha. Cái này là chắc chắn mặc qua gối rồi, có những kiểu cọ độ mới thì nói chung là quý cô chú anh chị mình yên tâm, độ mới cao. Còn luôn luôn tát nè, đó, tát Nhật có hết ha. Em này lên giùm em mã số là 0073. 0073. 3%. 6 chiếc receipt 0073 0073 giùm em nha. Một một em thì cũng cái size cũng co giãn khá là nhiều, phía trước mình có nơ nè, và cũng có phần chiếc phần thun ở phía trên eo, cho nên mình khá là dễ mặc, màu phối kẻ sọc đứng ha. Có họa tiết ren. Cái này là mình dòng ra phía này là phía sau ha, vậy là đây là phía trước nè. Đó, mình dòng cái nơ này ra phía trước giùm em. Tại người ta đang dòng đôi như chỗ này để người ta buộc lại ha, cho dễ á. Đây, phối ren nha. Cái chất ở phía dưới nó có hơi xòe, đẹp quá. Lên đi em mã 0080 0080 0080 cũng khá là resize đó. Một em cũng là có bo thun, nhưng mà size này không có resize đâu. Em xin phép đo eo em này ha. Eo em này có co giãn ít xíu chỗ này ha,
có một dây kéo, có một cái nút bấm ở đây. L80 quay đầu. L80 quay đầu giùm em cái chất nè. Em này thì không có xè ở phía dưới nha quý cô chú anh chị nha. Nó có họa tiết trắng đen rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã 0059 còn tác hãng luôn, thương hiệu ha. 0059 L80 quay đầu. 0059 L80 quay đầu. Một em đúng chất mùa hè. Em này thì qua lá rất là nhiều ha, nhưng mà eo thì không có thôi giãn được với cô chú anh chị. Mình sẽ có dây kéo ở phía sau như thế này ha. Rồi hai nút nè ha. Eo em này mình có thể eo là khoảng 62, do là váy cho nên cái phần này nè, mình sẽ lên cái phần eo trên nha. Eo trên nó sẽ nhỏ hơn eo dưới. 62, 64 quay đầu. Nè, 62, 64 quay đầu. Em bán 3 chiếc là 100, 6 chiếc free ship nha quý cô chú anh chị ha. Thích hoa văn nào thì mình cứ lên. Em này là váy nha, hôm nay em lên váy, chân váy á, chứ không phải là quần đâu nha quý cô chú anh chị nha. Chân váy á. Một em mình có thể mặc co giãn hàng ngày, rất là mát luôn nè ha. Resize phần eo, ở phía trước có dây buộc ha, đẹp. Còn tát luôn. Lên giùm em mã là 0076. 0076. Em có ít à, hôm nay em có ít chân váy thôi. 0076. Một em resize mặc ở nhà hai lớp, họa tiết cũng gọi là mùa hè. Những chiếc chân váy như thế này thì mình sẽ phối với một trong các màu ở dưới chân váy ha. Và áo nên là áo trơn nha quý cô chú anh chị. Ví dụ ở đây là mình có hai màu, màu đỏ và màu trắng, thì mình có thể phối với cái áo sơ mi màu trắng trơn, hoặc là một cái áo thun màu thun bông tư ghi cũng được ha. Màu đỏ trơn là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Resize phần eo. Lên giùm em mã là 0104. Mua 6 chiếc 200.000 free ship. 0104. 0104. Em có một em mặc đi công sở hoặc mặc hàng ngày, màu rất là dịu mắt luôn, dạng phông dài nha. Thường phông dài người ta hay gọi là maxi á. Còn táp luôn. Eo là 66, 68, 70, 68 là mặc đẹp nhất. Ở phía sau có dây kéo như thế này nha quý cô chú anh chị ha. Nút bấm rồi dây ở phía trước có chiếc eo 66, 68, 70 quay đầu. Lên giùm em mã là 0126. 0126 hay là 10 ta? Mã là 0126 quý cô chú anh chị. 0126. Một em caro eo 64 quay đầu nè. Caro eo 64 quay đầu. Chất vào caro đỏ đen hả? Đỏ đen. Dây kéo, dây buộc. Dây kéo này chắc ở phía trước, tại em thấy cái tát ở phía sau nè ha. Đây tá hiệu ở phía sau, vậy là dây kéo này phía trước. Cái chất mặc vô những chiếc áo ôm là đẹp nha. Rồi, lên giùm em mã là 0111. 0111 rất là đẹp luôn, mình nhìn độ mới nè. 0111 ở đây có hai túi. 0111. 0111 giùm em. Một em resize eo khá là to. Chất mặc mát. Có những cái họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Resize nha quý cô chú anh chị ha. Đây resize eo to nè. Có cái sợi dây mình buộc lại nè ha, cho nên em báo là resize đó. Lên giùm em mã số. Mã em này là 0064. 0064. 0064. Một em eo co giãn được luôn nè ha. Em này cũng có thể gọi là resize, tại cái phần này co giãn rất là nhiều. Họa tiết mùa hè. Ở phía trên đây có bèo dúng gì quý chú anh chị ha. Lên giùm em mã là 0090. 0090. Một em dễ thương lắm. Em này mình sẽ làm sao ta, buộc lại vòng eo mình như thế nào thì mình buộc lại như thế đó, rồi sau đó mình thắt lại ha. Gọi là resize đi. Đó. Và tiếp nó như thế này, resize. Mặc dạng chân váy maxi nha quý cô chú anh chị ha. Mình đi biển á, mình có thể choàng dặn khăn cũng được luôn. Rất là đẹp ha. Lên giùm em mã em này là 0050. 0050. Một em eo resize 78
78 quay đầu nè. Em này ở phía trên có ba thun nha. 78 quay đầu. Hàng đúng và tiết nhật luôn, nhẹ nhàng đơn giản ha, kẻ sọc. Phối màu đẹp, ở phía trên có dây. À, size trên tag là size M nhưng mà em báo là eo 78 quay đầu. Lên giùm em mã 8257. 8257. 8257. 1 em eo 68 quay đầu thôi. Đây, em này nhỏ nha, 68 quay đầu. Có hai túi và vàng nút túi xéo hai bên, rất là đẹp như kẻ trần ô nha quý cô chú anh chị ha. Chân váy em bán là 3 cái 100, 6 cái 200 ngàn free ship nha. Có nguyên vàng nút rất là viên, hai túi hai bên. À, rồi cái tát, sao tát này nó ở trước ta. Rồi dây kéo, này là dây kéo ở phía sau, đúng rồi. Tát nè, để phía trước nè, tại vì hai túi nó như thế này. Cái chất về mình ủi lên ha, đẹp, rất là dày dặn, hai lớp luôn. Lên em mã 0060, toàn bộ là hai lớp nha, hàng về từ Nhật hai lớp hết nha quý cô chú anh chị, mình yên tâm đó. Một em eo không co giãn nè, eo 68-70 quay đầu. Mình sẽ là eo 68-70 quay đầu, chắc kẻ sọc nhí giùm em. Phía trên có vàng nút rất là viên, nút gỗ ha quý cô chú anh chị ha. À, dạng qua gối giùm em nha, rất là dễ mặc, còn tát luôn. À, còn nút dự phòng. Lên giùm em mã là 0100 0100 0100. Mình có thể mặc chân váy này phối với áo thun, áo sơ mi, đi công sở hoặc mặc hàng ngày đi cà phê, cà pháo. À, một chiếc eo 74 quay đầu giùm em nè. Eo 74 quay đầu giùm em ha. Quả tiết nghiêng về màu vàng. À, quả tiết gọi là thổ cẩm vàng ha. À, kẻ tầng như thế này nha quý cô chú anh chị nha. Đó, mình nhìn cận cảnh cái chất giùm em. À, ở bên trong luôn luôn là hai lớp như thế này. Lên giùm em mã Made in India ha, lên giùm em mã 0042, size ghi số 12 nhưng mà em không biết số 12 là gì đó. Một em resize đây. Resize. À, quả tiết là màu tím, phối màu đẹp quá. Tím nâu hả? Có quả tiết nâu ở phía dưới nha quý cô chú anh chị nha. Resize phần eo có dây buộc luôn. Ở phía chân váy nó có quả tiết nâu như thế này. Có dây treo phơi đồ, có tá thẳng luôn. Lên giùm em mã là 0085. 0085. Một em resize nữa đây. Mình có thể mặc dạng chân váy hoặc có thể mặc dạng yếm nha. Đây, nó có hai cái sợi dây. Hai sợi dây như thế này mình có thể phối với yếm, áo trắng tay lỡ cho em thì cũng được nè ha. À, hoặc là áo sơ mi gì đó tùy các chị nha. Ở phía dưới có quả tiết hoa giống như các tàng công chúa, mẫu 0119, mẫu 0119, 0119 giùm em. Hôm nay em bán 3 chân váy sẽ là 100.000, set 6 chân váy sẽ là 200.000 free ship nha. Một em eo co giãn ít thôi, eo là khoảng 64 quay đầu giùm em nè. Eo 60. Ủa, quần à. Hôm nay là eo 64 quay đầu, quần kẻ trần ô. Vậy em cũng đi vào trong cái lô này luôn ha, quần 64 quay đầu, hai túi hai bên. Lên giùm em mã quần là 0670. 0670, nó bị nhầm vào trong đây. Một em eo resize màu kẻ xanh rất mới luôn quý cô chú anh chị. Rất mới luôn, dạng chân váy maxi kẻ sọc, hai túi hai bên như thế này. À, eo resize có chiếc eo ở phía trên. Lên giùm em mã số còn tát hãng luôn, mã là 0088. 0088. 0088 giùm em nha. À, một chiếc eo cũng có bo chung ở phía sau nên em báo là resize ha. Về nếu mà có bị thiếu bo dễ gì đó thì mình giống như mình sửa lại tí giùm em nha. Tại vì em thấy ở phía sau nó có bo thun khá là rộng nè. Ở phía trước có cái em này, có cái này để mắc di nịch luôn. Sao ta? Có hai túi hai bên. À đây, cái sợi dây này mình sẽ lòn qua.
đó. À, các chị về mình lòn qua như thế này để mình coi cái vòng eo của mình như thế nào đó. Nó sẽ có cái kim loại vòng qua như thế này ha. Họa tiết kẻ sọc rất là mới, luôn luôn là hai lớp như thế này nha quý cô chú anh chị nha. Mã giùm em là 0124. 0124. Em cũng có một eo resize ở phía sau có bo thun kẻ sọc. Kẻ sọc này cái màu nhẹ hơn màu vừa rồi ha. Ba cái em kẻ sọc liên tục nè. Mình lên mã giùm em cho nó dễ nha. Đây, bên hông có dây kéo nha. Cái chất rất là mới luôn, màu xanh. Luôn luôn là hai lớp nha quý cô chú anh chị nha. Mã giùm em là 0091. 0091 3 chiếc thì 100, 6 chiếc 200 ship. Em có một em siêu phẩm ngày hôm nay, eo là 66 quay đầu. Eo 64-66 quay đầu nha. Xòe ở phía dưới chất kẻ sọc to màu xanh phối trắng, xanh cuban phối trắng rất mới luôn ha. Chân váy này là mình làm dạng mặt cao ở phía trên nha các chị ha, cho nên anh ở trên eo trên nó hơi nhỏ nè, eo xuống ha. Rồi eo trên là 66-68 quay đầu, lên giùm em mã là 0101, quá đẹp. 0101 một em resize nữa, cái chất rất là vin luôn, giống cô gái Nhật luôn em này. Có nguyên cái dàn túi ở dàn dàn nút ở phía trước ha, hai túi hai bên có dây buộc luôn resize ha. Phân tầng như thế này luôn luôn là hai lớp các chị đó, hai lớp. Lên giùm em mã là 0040. 0040 em có một em eo nhỏ, eo trên nhỏ là khoảng 66 quay đầu nè, em kẻ sọc nữa nè, hai lớp nha. Đó, kẻ sọc khăn có chiếc eo ở phía trên giùm em, ở phía sau có dây kéo như thế này, có một cái nút rất là xinh, hai lớp. Lên giùm em mã là 8260. 8260. 8260. Một em eo con kiến đây. Eo này là 68 quay đầu. Eo kiến 68 quay đầu. Eo trên nha các chị nha. Có phần chiếc eo ở phía dưới nè. Rồi, có dây kéo ở phía sau. Và mình thấy là kẻ sọc này rất là mới nha. Hai lớp, đây có chiếc eo phía trên, dây kéo phía trước nó như thế này. Tát rất là đẹp luôn, Tokyo, tát Nhật hiệu luôn nha. Lên giùm em mã là 0131. 0131. Đó. 0131. Em có một em eo resize đúng chất mùa hè. Size trên tát là size M. Đó. Resize phần eo luôn luôn là váy Nhật, chân váy Nhật là hai lớp hết nha các chị. Mã giùm em 0094. Đẹp quá. 0094. 0094. Rồi một em này là do rút cái sợi dây buộc lại rồi cho nên nó nhỏ xíu à, em không có ấy bóc vô được. Made in 100% cotton, made in India. Mình về mình thả dây ra. Đó, các chị mình thấy chân váy màu cả sọc rất là đẹp luôn. Resize phần eo, lên giùm em mã là 0123. 0123 màu này nha các chị ha. 0123. Rồi em có một chân váy eo không có co giãn, eo chỉ 66 quay đầu thôi nè. Em này 66 quay đầu, màu trắng phối với màu cà phê sữa nè. Dạng chân váy dài nha, còn dây treo phơi đồ, còn tát đồ đầy đủ, tát hãng đi đây. Nó tác dập rất là nhiều. Có phần chiếc eo ở phía trước luôn. Lên giùm em mã là 0089. 0089 giùm em. Em bán 3 chiếc 100, 6 chiếc 200 ngàn ship. Một em resize đây. Resize nha. Resize dạng đầm maxi đi biển ha, phối với một cái chiếc áo trắng trơn là đẹp, buộc dây. Rồi, dài lên phía rất là dài nha, tới gần tới mắt cá, gọi là maxi đó các chị. Lên giùm em mã em này là 0070. Thơm phức luôn. 0070. Còn chiếc cuối cùng, một siêu phẩm. Em có nhiều chân váy này là em hết rồi.
còn lại áo, quần tây, mongkari, len. Nhưng chi siêu phẩm này sẽ là resize nha các chị ha, dạng đầm maxi, nhưng mà maxi này không có xòe ha, resize phần eo, hai túi hai bên, ở phía trên nó sẽ là phía dưới nó sẽ như thế này các chị. Dây treo phơi đồ đầy đủ nha, lên giùm em mã em này 0065 0065, trời ơi, đẹp quá, cái chất kẻ quá đẹp luôn, 0065. Rồi em kết thúc chân váy ngày hôm nay nha quý cô chú anh chị ha. Em sẽ thường xuyên lên quần áo để mình có thể lựa chọn nữa nè. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.